Sáng nay tại tỉnh Thanh Hóa, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả của giống lúa thơm RVT. Giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là bộ giống lúa quốc gia và sẽ được triển khai trên toàn quốc trong chương trình nông thôn mới. Qua 2 vụ được trồng khảo nghiệm tại hơn 20 tỉnh thành trong cả nước, các hợp tác xã đang gieo giống lúa RVT đều có nhận xét chung là giống lúa này thích nghi với nhiều vùng khí hậu khác nhau, chịu được nhiễm phèn mặn, năng suất bình quân đạt 75 tạ trên 1 hectare. Đặc biệt nếu cấy trên những địa phương đã được dồn điền đổi thửa, giống RVT đạt xấp xỉ 85 tạ trên 1 hectare, tăng 20% so với các giống khác. Tại các hợp tác xã nông nghiệp ở Thanh Hóa còn cho thấy giống lúa RVT có ưu việt là cây cứng, chống đổ khi mưa lũ và kháng được nhiều loại sâu bệnh như rầy nâu, đạo ôn và khô vằn. Còn tại